Hola, cũng xin chào cô chú. Và hôm nay là ngày 10 tháng 3 năm 2020. Và ngày hôm nay thì bên hàng bên con xin xuất ra với các cô chú là một cái lô dây hạt xanh, dây hạt thân xanh Thái Nguyên nha cô chú. Hàng đó là hàng gieo hạt. Và cái mặt hoa này nó đã sổ nha cô chú. Đây là cái hàng mặt hoa gieo hạt đã sổ rất là đẹp đó. Và hiện tại thì có một số cây đã bắt đầu đứng ngọn và tuột lá rồi. Có thể cô chú nào mình thích đó, mình về có thể là mình kích hoa là để mình xem mặt hoa chính chủ nha cô chú. Đây là một số mặt hoa đa sổ nè, rất là đẹp. Đây là mặt hoa đa sổ nha cô chú, cánh là cánh ám rất là đẹp ha. Và số điện thoại bên con là 0908 846 804, địa chỉ ở phường 4 Tuyên Chánh, thành phố Tân An, Long An. Và tôi đang giới thiệu của chú mình cái hình cây của dạt thân xanh Thái Nguyên. Và đây là cái hình cây của dạt xanh Thái Nguyên vô hạt nha cô chú. Hàng này tất cả đều được vô hạt lên hết luôn á. Và thân đã bắt đầu lên kỳ nè, có một số thân lớn đã bắt đầu đứng ngọn, thế mình về là mình kích hoa được nha cô chú. Đây là dạ hạt xanh Thái Nguyên vô hạt, và cái mặt hoa mà đã sổ tại vườn con có chụp lại cho cô chú mình xem rồi. Và hàng này là nói chung là hàng lai rất là chuẩn, nên các hàng gieo hạt rất là chuẩn, nên các cô chú mình cứ yên tâm mà mình về mình chăm sóc, mình không có sợ mà bị trộn mặt hoa. Và kích thước là tầm khoảng 15 và thân dài nhất là tầm khoảng 30 cm. Mã số của nguyên giò này là mã số 1 và giá tiền của nó là 350 nha cô chú. Thân rất là xanh luôn, thấy không? Đây là dây hạt thân xanh Thái Nguyên hàng gieo hạt nha cô chú, 350.000, mã số là mã số 1. Tiếp tục đây là giò mã số 2 nha cô chú, và giá tiền của nó cũng là 350 luôn. Mã số của nó là mã số 2 nha. Và hai thân lớn này thì vẫn còn đang đi ngọn, và nó có hai cái thân giả gốc đã đứng ngọn rồi chú. Đây. Đó, đây là dây hạt xanh Thái Nguyên ha. Cây này rất là đẹp nha cô chú, hàng này là cực kỳ khỏe luôn. Đang đi ngọn rất là lực luôn. Và giá tiền của nguyên cái giò này thì bên hàng bên con đang bán ra với giá tiền là 350 luôn ha. Và mã số của nó là mã số 2, giá là 350. Và kích thước của nó thì thân dài nhất á là đang tầm khoảng cỡ 25 cm là dài nhất nha cô chú. Và cái thân ngắn nhất thì tầm khoảng 16-17. Giá tiền của nguyên giò này bên hàng bên con đang bán ra là 350.000. Mã số của nó là mã số 2 ha, 350 cho mã số 2. Tiếp tục đây là mã số 3 ha, và cái giò thì nó đang có hai thân lớn, hai thân đã đứng ngọn nha cô chú. Và một thân dài nhất của nó là tầm khoảng cỡ gần 40 cm, nó khoảng 36 cm đó, vẫn còn đang đi ngọn ha. Và mã số của giò này là mã số 3 nha cô chú. Giá tiền của nguyên giò này là 350, mã số là mã số 3. Đây là dây hạt xanh Thái Nguyên hàng gieo hạt nha cô chú, 350.000, mã số là mã số 3. Và cái mặt hoa đã sổ của nó rất là đẹp luôn, 350, mã số 3. Và tiếp tục đây là mã số 4 nha cô chú, và giá của nó là 350.000, mã số là mã số 4 nè. Và chậu này thì nó đang có tổng cộng là 3 thân, và giá của nó là 350, 3 thân này đã đứng ngọn hết rồi. Và kích thước thì tầm khoảng cỡ 15 cm, mã số là mã số 4, giá là 350 cho mã số 4. Đây là dây hạt thân xanh Thái Nguyên nha cô chú, mã số 4, giá là 350. Tiếp tục, và mã số của chậu này đó là mã số 5 nha cô chú. Đây là dây hạt Thái Nguyên xanh, và giá tiền của chậu này là 300.000 ha. Đang có tổng cộng là hai thân, hai thân này thì nó vừa mới đứng ngọn nha cô chú. Mã số của giờ này đó là mã số 5, và kích thước của hai thân này thì đang dài tầm khoảng cỡ gần 20 cm, khoảng 16-17 á. Và giá tiền của nó là 300.000 nha cô chú. Đây là dây hạt Thái Nguyên xanh, mã số của nó là mã số 5, 300. Và đây là chậu mã số 6 nè cô chú, và nó đang có một thân đang đi ngọn, và kèm thêm là nó đang có một số mầm đang đi ngọn và đã đứng ngọn luôn. Nói chung là cái giò này thì nó có rất là nhiều thân ha, nhưng mà thân nó hơi ngắn một tí thôi. Và giá tiền của giò này cũng là 300.000, và mã số của nó là mã số 6 nha cô chú. Đây là dây hạt Thái Nguyên xanh, mã số 6, giá là 300. Và đây là giò Thái Nguyên xanh mã số tiếp theo nha cô chú. Mã số của nó là mã số 7 ha, và đang có hai thân lớn kèm theo là một mầm và một thân già. Giá tiền của giò này thì 300.000 luôn, một thân là khoảng 18 và một thân là khoảng 13 cm. Và mã số của nó là mã số 7 nha cô chú. Đây là dây hạt Thái Nguyên xanh, mã số là mã số 7, và giá tiền của nó là 300.000 cho mã số 7. Cây rất là đẹp nha cô chú, rất là lực luôn á. Mã số là mã số 7, giá là 300.000. Tiếp tục là mã tiếp theo, và chậu này thì nó cũng có hai thân đã đứng ngọn rồi cô chú. Và đây là hàng giá hạt Thái Nguyên xanh, và hàng của nó là hàng gieo hạt nha cô chú. Thái Nguyên thân xanh đó,
và giá của nó là 300 nghìn luôn. Mã số của nó là mã số 8. Một thân ngắn nhất là tầm 15 và thân lớn nhất là tầm 20 cm, đã bắt đầu đứng ngọn rồi. Có thể mình về là mình kích lên được cho cô chú. Và giá tiền của nó là 300 nghìn. Mã số của nó là mã số 8, giá 300. Và đây là giò dây hạt Thái Nguyên thân xanh mã số tiếp theo nha cô chú. Đang có một thân lớn đang đi ngọn và kèm theo là một thân già. Nó đang chuẩn bị sưng mắt lên để có thể là kỳ hoặc là sẽ ra hoa bói nha cô chú. Và thân dài nhất của nó đang đi ngọn là tầm khoảng cỡ 23 cm. Và mã số của chỗ này là mã số 9. Đây là dài Thái Nguyên thân xanh, mã số là mã số 9, giá tiền của nó là 300 nghìn. Tiếp tục đây là giò Thái Nguyên thân xanh mã số tiếp theo, đó là mã số 10. Hai thân này thì đã đứng ngọn rồi nha cô chú. Giá tiền của nó là 300, mã số là mã số 10. Thân dài nhất đó là tầm khoảng gần 20 và thân ngắn là tầm khoảng 15 cm. Mã số là mã số 10 ha. Và giá tiền của nguyên nhà này là 300 nghìn cho mã số 10. Đây là chậu nhà Thái Nguyên thân xanh mã số tiếp theo, đó là chậu mã số 11 nha cô chú. Giá của nó là 280 nghìn và thân dài nhất là tầm khoảng cỡ 25 cm, 280 nghìn. Đây là dàn Thái Nguyên thân xanh, thân rất là đã luôn nha cô chú. Hàng này là hàng châu hạt ha, thân xanh mướt luôn á. Hàng này là hàng, nói chung là cái nào mà con biết con sẽ nói với các cô chú, còn không biết con sẽ không nói, tại vì nếu mà nói không đúng thì mất công. Và giá tiền của nó là 280 nghìn nha cô chú. Và hàng này là hàng chuẩn ha, giá hạt Thái Nguyên thân xanh, hàng giao hạt, giá là 280 nghìn, mã số là mã số 11. Và đây là mã số 12 nha cô chú, cũng có giá là 280 nghìn luôn. Thân lớn đã đứng ngọn rồi, một số thân ngắn cũng đã đứng ngọn hơn. Và kích thước của nguyên nhà này thì dài tầm khoảng có 20 cm, là thân dài nhất á. Mã số là mã số 12 nha cô chú, 280 nghìn cho mã số 12. Đây là hạt Thái Nguyên thân xanh mã số 12, 280. Và tiếp tục đây là mã số 13 ha, nó cũng có hai thân lớn đã đứng ngọn luôn cô chú. Hai thân lớn đã đứng ngọn nè. Mã số là mã số 13 và giá tiền của nó là 280 nghìn cho mã số 13 ha. Và hai thân này thì nó dài ngang ngửa nhau là tầm khoảng cỡ 15 cm. Mã số là mã số 13, giá là 280, mã 13. Và tiếp tục đây là mã số 14, giá của nó là 220 nghìn. Và chậu này thì nó chỉ có một thân thôi, và kích thước thì đang dài là tầm khoảng cỡ gần 30 cm. Mã số của nó là mã số 14, giá là 220 nghìn cho mã số 14. Đây là già Thái Nguyên thân xanh nha cô chú, mã số 14, 220. Tiếp tục đây là mã số 15 ha. Hai thân này thì nó vẫn còn đang đi ngọn nè cô chú, và một thân này thì đã bắt đầu đứng ngọn rồi. Và giá tiền của nó là 220 nghìn, mã số là mã số 15. Và kích thước thì nó đang dài tầm khoảng có 23 cm. Mã số là mã số 15, giá của nó là 220 nghìn cho mã 15. Tiếp tục là mã số 16, nó đang có một thân đã bắt đầu, nó vẫn còn đang đi ngọn nha cô chú. Và kích thước thì tầm khoảng cỡ 35 cm, gần 35. Giá tiền của nguyên chậu này là 220 nghìn, mã số là mã số 16 ha. Mã số là mã số 16, giá là 220. Đây là dây hạt Thái Nguyên thân xanh nha cô chú, mã số 16, 220. Và đây là mã số tiếp theo, mã số 17 ha cô chú. Và nó cũng đang có một thân đã đứng ngọn rồi. Và kích thước thì đang dài là tầm khoảng cỡ 25 cm, giá là 220 nghìn, và mã số của nó là mã số 17, 220. Và đây là mã số tiếp theo, mã số là mã số 18 nha cô chú, đang có thân đang đi ngọn nè. Và một thân dài nhất của nó thì đang dài tầm khoảng có 35 cm. Đây là giá Thái Nguyên thân xanh nè. Mã số là mã số 18, giá là 220 nghìn cho mã số 18. Và đây là giò Thái Nguyên thân xanh mã số cuối cùng nha cô chú, và giá tiền của nó là 200 nghìn. Và kích thước thì nó đang dài tầm khoảng cỡ gần 20 cm. Mã số là mã số cuối cùng, mã số 19, giá là 200. Thân này đã đứng ngọn và có một số mắt đang sưng mắt lên nè cô chú. Có thể mình về là mình kích lên ha. Giá của nó là 220, xin lỗi chú, giá là 200. Đây là mã số cuối cùng, mã số 19, 200 nghìn, mã số cuối cùng.